Special program, continuing from our last update featuring the demolition case that caused quite a stir. The whereabouts of our main suspect, Pearlman, remain unknown. But there are rumors claiming that he's fled to the Outer Ring. And so, today's program is also coming to you from the Boundless Outer Ring. Huh? Who am I? Well, I'm the intelligence broker with the hottest gossip on the scene, Mr. Z. As you can see, the vast open reaches of the Outer Ring play host to this update's new story, The Tour de Inferno. Speaking of the Outer Ring, I am sure you have all seen the Sons of Caladan, who operate at the fringes of New Eridu. They own a powerful... Today, we have invited two new friends from the Sons of Caladan to join the program. Let's give a warm welcome to Caesar, the young leader of a legendary biker gang, and Bernice, the master mixologist from the Outer Ring. Bernice, here. They're late as expected. Okay. Man, I have invested a lot into this program. Bummer. Looks like it's all up to me to tell you about the new content in this version. So, here we are, I guess. Let's get things started. First up is... Is this the place? Hey, where's Mr. Z? Don't tell me he's late. You two are a little late, and I don't remember your entrance being like that in the script. Hey, our way is much cooler. All right, guess that's why you're the most badass biker gang leaders in logistics in the Outer Ring. Why don't we say hi to the boxes? Đây là không phải là người ác hay là sống ngoài dòng pháp luật, mà là cái này là những người vận chuyển ở ngoài vòng, gọi là ngoài vòng đai à, hợp lý. Hey there, I'm Caesar. Happy to be on the show today. Hey Praxis, I'm Bernice. Today, together with Mr. Z, we're gonna walk you through the new content in version 1.2. Okay. Thanks for showing up on time, you two. Now, without further ado, let's get started! Alright, all you diesel-loving rascals! Watching on TV, listening on the radio, and cheering live! Gather around! It's your favorite gal, Jolly Kitty! 30, 40, or even 50 years ago, a young man performed a miracle of diving into the flames and returning to the hero! Lucy này, đấy, Lucy đây! Ritual first will be crowned Overlord! The Tour de Inferno is officially on! Time for a formal introduction. We're the Sons of Caladan. I'm the current boss, Caesar. I won't budge! Even one step! Đây như vật cứu hộ năm sao đầu tiên của chúng ta hả? Rồi tiếp theo Bernice pha chế à, người pha chế nhưng mà có vẻ như là cũng liên quan đến chất hóa học nữa. Ready for a fiery feast? Nhìn cũng ngon đấy nhở. Warning: a significant increase in ether concentration near Cinderglow Lake has been detected. The weak and the worthless have no place in this scene. With the power of ether, I will establish a new order in this leaderless outer ring. Một team mới nè. Completely under my control. Nhìn boss mới cũng ghê. Cái này có vẻ là boss mới rồi ha. I'm supposed to be luôn này. Leave it to me. Stop! Thằng 4 sao nữa kìa, chứ thằng kia 4 sao phải không ta? Phải nó ra chưa chứ. Kiếm răng cưa luôn này. Ok. For the Inferno. For the Caladan Inferno. Whoa, that looks incredible. It appears that the wide open wasteland of the Outer Ring actually has an underground side to it. Mm-hmm. And when it comes to this place, I'm sure you two are the experts. Could you please give the proxies some insight here? Leave it to me. The Outer Ring is what people call this underdeveloped zone outside the main urban area of New Eridu. It's farther out than the Air Colonist quarters and closer to this desert wilderness.
which you don't get to see inside the city. And while it may not be as rich as the big city, it's blessed with a unique local asset. Oil! Oh! That's right, this was the future... Mỹ đâu? Where is America? The resource used during the old civilization. In the Outer Ring, people don't use etheric matter, but instead rely on oil to sustain themselves. Đúng nghĩa nước Mỹ rồi. While also selling some off to companies in New Eridu. After the old capital fell, folks came out here to start fresh, escape from old memories, and of course, some just want to hide from PubSec. It's not like in the city. The vast Outer Ring has people peppered around and supplies scattered. Hello, Thái Hà, so it's up to the biker gangs to get supplies to the locals. Biker gangs are highly trusted in the Outer Ring. So, they've also got the best intel around. Team này, if you want to survive out here, you'll need them. Okay. Nice. Sounds to me chỉ có vẻ cái ông già sẽ thành boss hả? Hay cái chị trẻ ta? Of course! And among all the biker gangs, the Sons of Caledon are the best around! Yeah! Wait, Well, nevertheless, your logistics company, Leaps and Bounds, has certainly made a name for itself in the Outer Ring. After all, not everyone can handle the job of transporting supplies through high-risk hollows. Yep, if you want a pro job done, then just leave it up to the pros. Yep, we're called a biker gang for a reason. We all ride motorcycles in this person's adventure. Proxies will also get to experience the mình được trải nghiệm lái mô tô kìa. Nice. Yep, skis. Xịn đấy. With us in the Outer Ring. And as the baddest biker gang around, we got loads of members. Our biggest baddie is the young leader of the Sons of Caledon. Rồi, Caesar. Biểu Caesar này. Hey, if we're talking fame, you're clearly the real star here. Nah, I'm just your average mixologist, running the underground drinks operation. As for what kinds of drinks Bernice sells, well, we're not really at liberty to say right now. But it's safe to say that her drinks are famous throughout the Outer Ring. Vừa nói xong cái uống nước. Rồi uống mấy nước nè. There's Piper and Lucy, who you've already met. They're members of the gang too. That's right. Piper is the best truck driver around these parts. And Lucy, she's our top supervisor. Speaking of Lucy, she's always so competitive with Caesar for some reason. If you come to the Outer Ring proxies, you'll probably catch those two squaring off. Well, here's a friendly tip for the kind gentleman not to get caught in the crossfire. Oh, crossfire? Don't listen to Leiter's nonsense. Speaking of Leiter, you'll be meeting him too. Hey, Leiter này, nhiều người cũng đang mong anh này á, anh debut ấy. The Sons of Caledon must have some serious competition in the Outer Ring, right? That's for sure. Even though we're all part of the Motor League, we're not exactly all on the same team. Biker gangs tend to cooperate and compete with each other at the same time out here. Take the Vanquishers, for example. They're our biggest rivals. We Sons of Caledon have got a score to settle with them. Oh yeah, time to settle the score. Hello, Tần Nguyễn. But for the sake of the current overlord, Pompey, now's not the time. Speaking of Pompey, everyone in the Outer Ring's been saying they haven't seen him for a while. And nobody knows what he's been up to. One day, he's gonna have to give up his position as overlord. Overlord, huh? Sounds pretty badass. You know it. And it's not the kind of title that just anyone in the Outer Ring can have. The oil industry runs the old oil field out here, and the whole shebang relies on support from the Motor League. The Overlord's the strongest among the biker gangs. As the head of the Motor League, the Overlord wields their power to... wields their power to... Nắm giữ gì? What was it again? Hey, didn't Lucy tell you to memorize all those lines like a thousand times before coming here? Anyways, the Overlord wields the power to designate transport routes as the boss of the Motor League, which is a huge boon. It's like super powerful, like a mixologist with a whole barrel of pure undiluted nitro fuel. Yup, since every biker wants to be the Overlord, we had to find a way to see who's the winner. So we came up with the Cross Hollow Motor Race. The Torch Inferno. À, có nghĩa là tuy là có nhiều hội nhưng mà hội của ông kia hiện tại vẫn là hội mạnh nhất. Okay. What do you mean, cutthroat and underhanded? Whoever wins or loses is decided fair and square. I heard there's a famous legend about the Torch Inferno in the Outer Ring. Oh. So. Nhìn cũng ngầu, nhìn cũng đẹp ấy. Lucy, Bernice với lại Caesar, art đẹp hết á mọi người. Mọi người biết tôi đang nói gì mà đúng không? Art đẹp. I have a feeling art đẹp. As simple as they sound. Và công nhận outside của Zerazon đúng nghĩa chăm chút thiệt ha. For the Torch Inferno. And since I am an intelligence broker, I've kept dossiers on you two for quite a while now. Oh yeah? Let's see what it says about me. Oh, come on, don't leave us hanging. Giờ giới thiệu Caesar này. Caesar King, the most badass rider in the world. Caesar King. S-rank physical defense agent, adapt at using both sword and. Thì nếu mà mọi người roll Caesar á, thì cơ bản là mọi người sẽ full gọi là support, gọi là có nếu mà mọi người có chendo rồi nè và mọi người
Nói chung là mọi người chơi thêm một con, ví dụ Nekomata đấy, thì và mọi người Rolusea đấy, thì mình nghĩ là mọi người sẽ có một team full vật lý chắc vàng ha. Team full vật lý chắc vàng ấy. Đó. Nhưng mà set vẫn khá là tốt nếu mà mọi người không thích Rolusea lắm ha. Is an attack. If Caesar successfully blocks it with her shield, it triggers a perfect block, allowing her to negate the damage and immediately follow up with the next move of a special attack or EX special attack. When she triggers a perfect block, defensive assist or meets other certain requirements, she applies debuffs to surrounding enemies, allowing her squad members to deal more damage. To hey, từ cái nội tại này là nội tại trong ly mà. Khoan. cái nội tại mà giảm debuff team bạn mà làm cho thành viên team mình gây thêm đam á, để gần gần giống Yomli này. Yomli nó là giảm kháng kẻ địch mà. Từ khoan đã. Play it right and it can be a slick way to attack and debuff at the same time. That's correct. When Caesar is in combat, she can protect on-field squad members and boost their anti-interrupt level by providing a shield with her EX special attack, chain attack and ultimate. When launching her ult, Caesar swing. Yomli thiệt. Caesar là Yong Li thật kìa. Quay ra. Mà bro, Yong Li thật. Caesar is in combat, she can protect on. Dùng siêu chiến kỹ hoặc liên kích và chiến kỹ để mà cung cấp một cái khiên bấm cái là có. Và tăng cả kháng gián đoạn vãi liệu Yong Li thật. Field squad members and boost their anti-interrupt level by providing a shield with her EX special attack, chain attack and ultimate. When launching her ult, Caesar swings her shield and starts to the battlefield in the Overlord's grace stance, dealing damage to enemy. Yep. I might be a defense agent, but that's because it's what I'm best at. I still know how to make the pain rain. That's Caesar for you. She can take a hit and strike back twice as hard. Zhongli absolutely. Now let's take a look at Miss Bernice's files. Miss Bernice is an S rank fire anomaly who fights with dual flamethrowers. Đây con hỏa đầu tiên mà limited của chúng ta. S rank fire dị thường á, lại dị thường này. Ok, bắt đầu đánh mạnh như dị thường này. Mixer and Shaker are simply too hot to handle. When in combat, Bernice alternates between her two flamethrowers. Cái burning nó cũng khá là mạnh nha. Continuously, while using her nimble move to dodge enemy attacks. If needed, Miss Bernice can also concentrate her firepower to unleash blazing hot waves from both flamethrowers in a short burst, doing massive damage and inflicting fire anomaly buildup. It's worth noting that when Bernice builds up enough heat, she enters the nitro fuel cocktail stage. In this state, when a teammate's attack hits an enemy, it triggers afterburst, dealing an extra instance of fire damage. Từ khoan đã. Cái nếu mà đúng theo những gì mình nghĩ thì nếu mà Bernice đi với lại Soldier 11 cũng ngon nha. Không. Bernice lại đi với Soldier 11 ngon nha. Nè. Khi đọc đội đánh chính kẻ địch đen thì kích hoạt hiệu quả cho tàn gây thêm một lần đâm hỏa thì kiểu như là bà này cũng có thể sub DPS cũng khá là tốt này. Có thể đi chung với lại Soldier 11 được ấy. Even if you switch to another agent, the afterburn effect continues to trigger, steadily accumulating fire anomaly buildup on enemies. When the decibel rating is maxed out, she can unleash her ult, jumping into the air and raining down a storm of flames on her enemies. Someone's here to challenge you? Cũng khỏe. But this is Bernice we're talking about. She's still a force of nature on her own. She sure is. Before she joined the Sons of Caladon, there was a time when Miss Bernice worked alone. Now that I come to think of it, I've always felt like Bernice brings so much energy to everyone around her. Carefree and unrestrained, like she could burn away all your troubles in one go with her flamethrowers. Yeah, she's the perfect friend. As long as she never whips you up a meal with Mixer and Shaker. If you're feeling down, just have a Bernice special. You will also go on an adventure with Bernice in the Outer Ring, during which you can discover nhiệm vụ đồng hành của Bernice này, cái art. Ê, thiệt á, tính ra Zenless Zone Zero là không thèm giấu fan service luôn. Mọi người nhìn cái art của cái nhiệm vụ người đại diện Bernice kìa. Không thèm giấu luôn á chứ. Ảo ma cả là thật. Mystic side and deepen your friendship. Bernice has also prepared a surprise for you. We'll leave it to you to find out what it is. As for Caesar, she's the kind of person who just naturally oozes leadership vibes. That's right. Caesar's pretty reliable 95% of the time. Whenever there's an argument, she always knows how to get people to come around. Come around? You mean violently? And what about that last 5%? Think about fragile stuff that you treasure, like expensive skincare products. You better keep it out of Caesar's reach. No wonder Lucy roasts you every chance she gets. You totally deserve it. And every good roast has to burn!
Looks like members of the Sons of Caladon get along pretty well. Of course. But while we're discussing a couple of Sons of Caladon members, let's not forget about our comrade in arms, Red Marcus. Ah, that's right. As a member of the Sons of Caladon, you can find Red Marcus dressed in leather. Oh, lại thêm băng mu mới nữa, ok. When Red Marcus launches his chain attack, thêm băng mu mới này. It charges at the enemy on spike, steamrolling them and triggering a powerful explosion. Well, we've covered a lot of content already, but now we're finally at my favorite part. In version 1.2, proxies will have a chance to recruit Caesar and Bernice as their agents from the exclusive channels Ember Crown Overlord and Born to Burn. In the first half of this version signal search, proxies will be able to obtain the limited S-rank agent Caesar and S-rank W engine Tusks of Fury. Mm-hmm. Both will be available in their respective channels. We look forward to working with you, Phaethon. And in the second half, Miss Bernice will be making her appearance in her own signal search. Limited S-rank agent Bernice and S-rank W engine Flamemaker Shaker await you. Yeah, yeah! Okay, time to show off your power move! Of course! And as mentioned earlier, Red Marcus will also be joining us in the new version. Alright, okay, I think it's about time for us to show the redemption code. Proxies, are you ready? Consider it a token of appreciation. Just don't forget to redeem it before it expires. Apart from the exciting main storyline, there will also be many fun events that you won't want to miss in version 1.2. It all started in a diner in the Outer Ring. Oh? Huh? Isn't this Blazewood? That's right. During the Overlord's Feast event, proxies will take on a commission from the mayor. Oh, bản sao được nhận một Lucy miễn phí à? Ê, cái này mạnh nha. Cái này ngon đấy. Một Lucy miễn phí là một cái thứ khá là ngon đấy. Bởi vì Lucy hiện tại là một trong những nhân vật chi viện mạnh nhất hiện tại ha. Nếu mà mọi người chưa có Lucy thì cái này là một cái event rất là tốt này, và anh có Lucy rồi nhưng mà nó cũng sẽ khiến cho anh có một con một tầng tiếp tầng gọi là một cái cinema của nhỏ. Cái này khá là ngon đấy. Ok ok. In the diner, proxies will learn a lot of interesting stuff about the Outer Ring, including some fun stories about the agents. Ê, đồ ăn pizza ngon vậy. Also, as a reward, proxies will get to contract A-rank agent Lucy. Now it's your turn, proxies. Brace yourselves for some classic Lady Lucy sass. Next up, a new mini game Star Brigade will be available at Asha's Arcade. As far as I know, that's right. Players can get a variety of random items during the different exploration stages, which will have a huge impact on your fighting style and abilities to survive that apart from the game. Civilization, the cunning hair salvaged from Hollow Zero. Nicole receive a vintage computer characters in the minigame. Additionally, in the event Roman Eve, proxies will receive a vintage computer terminal from the old civilization, the cunning hair salvaged from Hollow Zero. Okay. Nicole reckons there's some... Now, let's switch things for you to discover. You heard her right, proxies. You'll be able to join the Redo Tours puzzle event at the new stand. And unlocked it. Rome's Emperor is leading the way in setting up a neighborhood night market, right? Anyway, Shaw will work with Proxies to bring this market together. Oh, lại bài này. An inside scoop. You know it. Lại bài này nữa này. Chuẩn bị chị if you manage chị Liben ở trong game này nữa. There will be some fantastic rewards to thank you. Chị Liben quay trở lại nữa này. Okay. Besides this casual event, we have also added a new series of combat commissions in version 1. Oh, ý thức chiến đấu mới à? Extra challenge for Proxies to try out in the new version. There will be some new challenges waiting in Notorious Hunt, an extra challenge for proxies to try out in the new version. Có cái phiên bản siêu mạnh của chị Chen này. We also have new drivers. Oh, hai set mới. Oh, hai set mới này. Set Chaos Chest nó cũng là set của set Chaos Chest là set của Grace hoặc là Bernice này, hợp lý. Còn set còn lại có vẻ như là set còn lại là set của tất cả nhân vật hệ siêu này. Có Protopunk là hiện tại cả Ben này, nếu mà có Colida này, hay là có Seth này, hay là có cả bà Caesar này, sẽ rất là đáng chơi luôn á. Cái set Protopunk này mạnh phết. Ok, set trên thì tăng đam. Tăng đam 15% khi off field thì đam được đổi đam gây ra bởi bởi e cường hóa và ok thì cái này xếp dành cho off field. Ok, nói chung là cái này dành cho mấy đứa mà gây đam nhanh. Cái này kiểu như là gây đam nhanh ha, thì có vẻ khá là thích hợp cho Bernice, vẫn có thể vẻ khá thích hợp cho Bernice với Grace. Nhưng mà cũng có mấy đứa mà gọi là nếu mà mọi người chơi duo carry á, duo carry 2 DPS ở trong game này á, thì mọi người cũng có thể xài. Nếu mà đứa thứ hai của mọi người là đam
đam hỏa hoặc đam đam lôi ha. Nhưng mà cái set thứ hai, cái set protopunk là cái set mà mình đang đánh giá khá là cao này. Chúng ta qua đợi bản mới chúng ta xài cái set này cho set luôn, hợp lý. Proxies can obtain them from new stages in to provide proxies with a better experience. Version 1.2 will have a limited time event where you can obtain double the drops. So you should be able to catch your hands on the materials. Don't forget, we've also got other events lined up waiting for you all to discover. Just as cool. I heard. That's right. A brand new game mode, Investigator Training Course, will become available in version 1.2. This mode offers four buffs. Hollow Exploration. Yet to each combat course will offer buffs tailored to different factions, and you even get to use agents you don't own yet to take on formidable enemies. Rito. Now, even newly recruited agents can keep up with the team's progress. Sounds simulated hollow environments, earning experience along the way. Yep. Sounds. Ê, cái này hay này bởi vì cái effect gọi là cái effect mà ngon của cái gọi là cái không đáng roll lắm, không đáng farm lắm của ZZZ là ESP của nhân vật á. Cho nên là giờ cấm cái event mới này cho phép cấm nhân vật ở đây để mà mọi người có thể lấy ESP này. Yep. Sounds neat burrito. Now, even new agents can keep up with the team's progress. Meanwhile, there are also some new changes coming to Hollow Zero. We have already lowered the requirements for unlocking Withering Garden in version 1.1. Now, there are no more level requirements. Proxies can unlock it by completing the prerequisite stages. In version 1.2, we're introducing a new Blitz mode to Withering Garden. This mode allows you to dive straight into combat and rack up your weekly investigation points. Oh, 1.2 có chế 1.2 nó cũng bỏ luôn cái chế độ bàn cờ này. Phải đâu. Vậy. Lỗ hổng số 0 cho đổi bỏ luôn cái bàn cờ này, hợp lý. Bỏ luôn cái TV ấy. After each fight, the Rizonium surprise box with several Rizonia of the same type. For those who love a challenge, you can choose different modifiers to crank up the difficulty. Hey. Just a heads up, you earn extra investigation points for doing so, and we have added this feature to exploration mode as well. Naturally, the harder the challenge, the greater the rewards. We hope you all find the experience you're looking for and have a blast. I love this update. After the update, Proxies can check in to collect 10 encrypted messages. Awesome! Incredible! I heard Mr. Z's got some exclusive intel up his sleeve about some game optimizations that you proxies have been discussing lately. So, fill us in with all the deets, please, Mr. Z. First, let's take a look at the optimization of the HDD monitor array, commonly known as TV mode. For proxies who have already completed and met certain criteria for commissions that include TV mode gameplay, Fairy will help you retrieve any unclaimed observation data and rewards from previous attempts. Vãi lèo. À, này hay đấy. Ok thì nếu mà mọi người đi xong cái màn mà bàn cờ của mấy cái nhiệm vụ trước rồi á, mà mọi người còn quà các thứ mà mọi người chưa lấy được á, thì lúc này mọi người có thể nhờ Fairy á, là con AI trong game này lấy luôn á, chỉ tốn cái thời gian ở trên này thôi, là mọi người giống như cấm để cho con Fairy á, tự đi nó tìm đồ xong nó đưa cho mọi người thôi á, chứ nó không cần phải, chứ mọi người không cần phải đi lại nguyên cái map nữa. Nice. If you're willing to give her some time. In other words, theo mọi người, là toàn quality of life không á. We have optimized the TV mode to make everything feel smoother. Some event animations will play faster, and you will be able to skip certain parts. We've also adjusted the interactions for some common events, cutting down on the number of close-up scenes. Overall, there are many improvements to the TV board experience in the new version, and you'll definitely notice the difference. Lego. Meanwhile, we're also releasing a backup battery charge function in the new update. Yeah, xin cút đi mà. À, rồi đầy pin thì nó tự bỏ vô y chang như là Honkai Star Rail với lại Wuthering Wave y chang với lại gì luôn. À. Mà nó chứ thiệt. For busy people, even if you can't log in, you'll still keep building up battery charge. And when you finally have some free time, you can use all the stamina you've collected. Precisely. Next up is a feature I've been looking forward to for quite some time. Tell it to my face. We have updated the squad configuration system to let proxies save and. Yeah, cuối cùng rồi. Cái này mình đợi từ bữa sau khi mình roll trên đô á, kiểu cái này thì Genshin có rồi với lại Honkai Star Rail, nói chung là game nào cũng có rồi không nói, nhưng mà mình đang đợi cái này của ZZZ này, tự nhiên kiểu như là mình muốn tạo một cái team để sẵn á cho nó dễ lựa mà.
mà nó cứ bắt mình phải lừa lại hoài á. Ừ, giờ cái này mới là cái mình đang cần này. Hợp lý. Điệp, 10 điểm. Use preset squats. You can jump straight into combat with your preset squat right from the deployment. Cái này mình đang thích này. You can also decide whether or not to bring a bamboo into battle. At the same time, we have also introduced a new feature to quickly switch squats in Shiyu defense. Oh, cái này mình cũng đang cần luôn. Thằng Zelen Zero là đỉnh phái luôn. Ui. Cái mình đang cần này. Đó, đổi liền, kiểu như là mọi người đang có hai team mà hai team chắc chắn là đánh được á, nhưng mà kiểu thì mọi người phải bấm, mọi người chọn lại xong giờ nó đổi qua cái đổi được luôn. Nice. Hợp lý. À, đúng là game quality of life quá khác. 10 điểm. But I remember last time someone said something about playing as agents inside the city. Đúng rồi, đây đó, chuẩn bị này. In version 1.2, proxies will get to explore new Eridu from the perspective of Caesar and Bernice. But that's not all. You'll also be able to switch freely between Wise and Belle. Choosing for chumps. You really can. Trẻ con mới phải chọn lựa, người lớn có hết. Bây giờ là mình muốn làm Bell hay mình muốn làm Wise cũng được luôn, cũng nice, cũng được. And even though it won't be in the upcoming update, by version 1.4, proxies will be able to explore the city freely as any one of your agents. Also, once proxies complete. Đây, người ta mới nói nè. Người đã tất cả người đại diện đều có thể tự do đi lại trong thành phố. Any one of your agents. À, đó, đây là cái mà nhiều người đang muốn này. Thì đi di chuyển bằng bất kỳ nhân vật nào của mình này, hợp lý. Also, once proxies complete a certain amount of the main storyline, starting from version 1.2, you'll be able to advance the clock as you wish. No longer will proxies have. Oh, cái này còn xịn hơn cả. Thì mọi người biết là trong Zero Zero thì mọi người làm nhiệm vụ mà đồng hành với để tăng cái điểm tín nhiệm của nhân vật mình đang có, cộng với lại mọi người làm nhiệm vụ lâu lâu thì nó sẽ kêu mọi người phải đợi đến lúc này, đợi đến lúc kia á, thì nếu mà từ tối thì mọi người phải đi vô ngủ xong rồi để tới mới tới sáng, hay là mọi người phải đợi các thứ thì nói chung cũng hơi phiền á. Bây giờ mọi người đổi thẳng luôn, nhưng mà phải làm nhiệm vụ tới đâu á thì mình không biết ha, nhưng mà nói chung là đổi thẳng thời gian luôn. Nhưng mà không biết bao nhiêu ghi rồi. Looks like today's special program is coming to a close. But next up we have. Wait, there's more? Còn nữa ha. You betcha. We've got a little surprise for you all at the end. Let's get ready to rock. Time to lose yourselves to these sick beats. Đó, thì nói chung là tất cả những gì của cái bản livestream của Zero Zero thì chỉ có vậy thôi. Và bản sau của bạn khá là bùng nổ đấy, cho nên là mình cũng khá là hóc, và mọi người cũng có thể chơi, vì mình thấy là những phiên bản đầu luôn là thời điểm thích hợp để mà bắt đầu chơi một tựa game mới ha. Và hiện tại thì cái quality of life của Zero Zero khá là nhiều rồi đấy, bắt đầu những cái mà khó chịu mà mọi người gọi là nhận thấy trong Zone Zero đã bị bỏ đi rồi. Nên là đây, mọi người nếu mà muốn chơi thì khi phiên bản 1.2 bắt đầu thì đó sẽ là thời điểm khá là thích hợp để chơi rồi đấy. Nên là chứ chỉ có như vậy thôi.